Ủa mày là thằng tạo xe bò hả? Tao tưởng thằng Hi-ha. Thằng Hi-ha nó chỉ làm trưởng cái làng cũ thôi, nó không có làm tổng thống, hiểu không? Ờ, ra là vậy. Vậy giờ tao xin mày đó, mà mày không cho thì tao cũng say rồi, không sợ. Làng hôm nay đúng là từ khi mình lên làm tổng thống là mọi người có vẻ vui vẻ với nhau, không có vấn đề gì nhờ. Thích thế nhờ, yên tĩnh thoáng mát quá ta. Vui lắm, tao nói rồi, quá trời thằng Hi-ha luôn. Thiệt hả? Thấy cái gì vậy? Đã quá vậy. Nghe vui vậy? Nghe vui. Muốn biết con muốn biết rõ hơn đè, có thằng Hi-ha tao nhớ rõ nè. Hi-ha mặt trăng nè, quỳ dưới nè, rồi à Hi-ha glitch nè, hát bỏ hát muốn glitch nè. Ừ, nhiều lắm, giờ hát bỏ muốn chung bốn luôn. Trời đất ơi, ngồi đây làm gì kể chuyện tán gốc vui dữ vậy? Cho qua làng Hi-ha Âu chơi. Vậy làng Hi-ha Âu nào tao có biết đâu, tao là tổng thống Hi-ha. Còn Hi-ha nào chắc là Hi-ha kia nó dẫn tụi bay đi đúng không? Vậy cho mi kể kìa. Cho mi kể kìa, cho mi kể bên kia cơ quá trời Hi-ha luôn. Trình bày cho tôi nghe coi, tôi là tổng thống Hi-ha nè. Ở của các Hi-ha Đa Vũ Trụ đó, cái đó đó. Nơi ở của tất cả Hi-ha Đa Vũ Trụ hả? Không biết. Thơ ở gì lạ vậy, nghe lạ vậy. Ừ, ủa không biết hả? Không, tôi là tổng thống Hi-ha. Có lại Hi-ha quá, xịn lắm. Ở bên bỏ nhau quá kỳ ha. Có Hi-ha mặt trời quỷ nè, mặt trăng cái lộn, mặt trăng quỷ, mặt trời đỏ nè. Rồi hát bỏ hát muốn không bốn nè. Rồi hát quá nè, lại mặt ghe nè. Nhiều lắm, nói chung là tại tổng thống Hi-ha không biết rồi. Không biết, không biết. Ủa có cái chỗ đó thiệt luôn hả? Ờ, đó, hấp dẫn lắm. Tao đâu mày biết có. Hấp dẫn lắm. Hấp dẫn người tạo ra. Mà tụi bay ra như đúng rồi, nhưng khi giống mi sao ke sao mày? Tao không có xạo, tao nói thiệt. Tao bây giờ dẫn tụi đi ra chỗ đó coi thử coi. Đúng rồi, vậy dẫn đi cho mày biết như mày dẫn đi. Bây giờ để tôi dẫn tôi qua bển coi tham quan coi, tôi cũng thắc mắc thử không biết chỗ đó là chỗ nào nè. Đi theo tôi. Dạ, có một cái làng nào mà khác rồi, chỉ có làng Hi-ha Âu nữa ha. Nè, hướng này, chạy lên. Nghe có vẻ thú vị và lạ lùng đó nha. Tụi mày đi đâu vậy? Tụi đi chung. Chung nhái. Đi chung. Ai cho đi? Em bên đó hay mà. Ở kìa. Ở kìa. Làng Hi-ha Âu đó làm sao có cho mấy này qua được vậy? À mà đa phần bên bỏ được tiền là mấy thằng Hi-ha phản diện không à. Đợt trước tôi qua tôi bị đuổi á. Ôi bị đuổi kìa mày. Thôi tụi mày nhà đi. Bên bỏ nè. Ôi kìa. Có gì chụp hình vậy cho tụi bay chơi đắp nha. Còn video đi. Đây. Mệt quá, tụi bay nhiều chuyện quá. Nhanh lên. Đây. Đâu, cho tôi coi thử coi cái khu đó là khu nào coi. Trời ơi, cái khu đó xịn lắm. Xịn lắm luôn hả? Ừ, rất là nhiều nhà. Ghê, đâu dẫn đi ơi, nhanh lên. Dạ. Đâu, nơi nào đâu. Đây là cái gì ạ? Ồ, trong đây có rất là nhiều gì của tất cả các vũ trụ phản diện. Gì ghê vậy, vũ trụ phản diện luôn sao? Thôi được rồi, đâu, để tôi bay đi coi thử coi. Ủa, ở đây có cái bạn đang thi công gì đây? Ây da, cái bạn này là ông muốn biết chào bị lên kịch. Ước đi à, coi thử đi nha. Chỗ này là đang thi công á, là đang chỉnh lại cái bản sai chính tả đó. Ồ, sai chính tả luôn hả? Đâu thôi, bây giờ đi vô trong coi. Ai là chủ của làng này vậy? Hắc bộ hắc bố. Hắc bộ hắc bố hả? Đâu, dẫn tôi đi coi coi. Đâu, trong đây nào là chùm. Ủa, thằng nào kia, sao giống tôi vậy? Ủa, cái là hắc bộ hắc bố á. À, nào đây, sao mày bay được? Tao là tổng thống Hi-ha, tao bay được rồi, đúng rồi. Tao là đứng tối cao đó, tổng thống Hi-ha. Đại mày, không quan tâm. Hai người giống nhau thiệt á. Thằng này láo dữ trời. Đứng lại mày. Ê, từ bao giờ mà làng này có xuất hiện ở đây vậy? Nhớ là thế giới mà tao tạo ra thì làm gì có cái làng nào ngoài cái làng sinh tố. Tao biết rồi, nhưng mà cái làng này tao mới thành lập. Tao cũng đã nói với thằng Hi-ha rồi, còn gì nữa? Mày là tổng thống, mày không chịu hỏi nó đây. Liên quan gì? Mày nói nó hay mày nói tao? Tao là thằng tạo ra cái xe bờ mà. Ủa mày là thằng tạo xe bờ hả? Tao tưởng thằng Hi-ha. Thằng Hi-ha nó chỉ làm trưởng cái làng cũ thôi, nó không có làm tổng thống, hiểu không? Ra là vậy. Vậy giờ tao xin mày đó, mà mày không cho thì tao cũng say rồi, không sợ. Trời. Thằng này mày tin tao xóa cái làng mày trong vòng 1 phút 30 giây không? Trời, anh tổng thống qua nhà em đi. Kìa sợ rồi. Biết điều đó nhóc. Đây. Biết điều tôi nhận người lớn là kính lão đất họ. Dạ. Đây anh tổng thống qua nhà của em đây. Nhà này là nhà của em. Còn cái chỗ này. Ủa này là gì đây? Khu đất của Hi-ha bản năng hắc ám.
đang thi công. Đúng rồi, thằng này là một thằng hi ha vũ trụ khác. Thằng này siêu sát luôn. Mà em mới cho nó qua đây, em cho nó mảnh đất ở đây để nó xây chung lại đó. Ừ, nhưng mà bây giờ chú em vô trong, chú em nói cho anh nghe coi là vấn đề tại sao chú em làm cái làng này trong thế giới của anh. Ra ra ra, qua đây. Thấy không chị mày? Thấy chưa? Ghê, người ghê, có tiếng nói. Đúng rồi. Ông gọi đây mày. Người có tiếng nói. Ê. Rồi, 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 em đóng. Rồi, 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 bây giờ anh đi vô phòng của em nè. Tao phòng nào? Đây, 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 đây. Cái ảnh này là em đang có nhiều dự định cho cái làng của em lắm. Đây là những cái gương mặt mà đã có tham gia làng của em đó. Trừ thằng Hi Hai ra thôi. À, điểm danh mấy thằng này cho anh nghe coi. H1, H4 kia. Dạ, 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 tổng thống. À, đây là Hi Ha bại hoại nè. Rồi, thằng kia là Hi Ha mặt trời... mặt trăng quỷ, mặt trời đỏ. Rồi, thằng H1, H4, Glitch. Hi Ha này mà H1, H4, em là thằng ở giữa đó. Đó đây, trai không? Rồi thằng kế bên là Thao Hóa. Rồi Hi Ha Glitch, rồi Hi Ha Galaxy. Rồi Hi Ha thằng bản năng hắc ám kìa. Đó thằng mà ghét chân lên bàn đó. Còn thằng bên kia là H1, H4, H4. Đó, đại ca, tổng thống Hi Ha. Được rồi, bây giờ cái làng này á, là bây giờ cậu nói cho tôi nghe coi, cái làng này là cậu có xin phép giấy phép để cậu xây chưa? Dạ, em tưởng là thế giới sinh tồn thì em muốn lập làng gì em lập, em muốn xây sao em xây chứ. Biết là như vậy rồi, nhưng mà đây là thế giới của tôi. Đúng rồi. Đúng rồi, ít ra phải xin phép qua ý kiến của tôi, hiểu không? Tại tôi là tổng thống mà, tôi là người nắm gọi là server chính, rồi tôi còn có thể nói chung là tôi là người tạo ra mọi thứ đó. Dạ 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 dạ. Vậy bây giờ cho tôi xin được không? Cái làng của tôi á, tôi xây ra với mục đích là mọi người yêu thương với nhau, chứ không phải lập gia để quậy phá gì hết. Tụi tôi mặc dù là tụi tôi là những người phản diện, nhưng mà bọn tôi qua đây sống với mục đích là sống độc lập, tự do, hạnh phúc. Không đúng có rồi. Ai quậy phá, cũng như là những Hi Ha nào qua thì cũng được hết. Làng này là chủ yếu là cho những Hi Ha đa vũ trụ gộp lại với nhau đó. Ông ơi, đừng có lo nha, mấy thằng phản diện này nó không dám phản đối những việc tổng thống làm đâu. Dạ, đúng rồi, đúng rồi, tổng thống là đứng tối cao, em không dám đụng tới. Em H1, H4 nhỏ bé ơi. Em còn không được bay mà tổng thống được bay, tổng thống biết quá. Đúng, tao là tổng thống, chỉ bây giờ tao chỉ có cấp quyền cho đứa nào bay được thì đứa đó mới bay thôi, hiểu không? Dạ, dạ, dạ. Nghe chưa mày? Bây giờ nè, tao nói như thế này, làng mày xây ra với mục đích tốt á thì cũng được, nhưng mà làng mày mà có vấn đề gì á là tao xóa sổ làng mày liền nha. Tại vì tao biết cái làng của mày hiện tại toàn mấy thằng phản diện đó, nó ở không à. Dạ, tại vì em cũng nắm đầu gọi em là kiểu như là trưởng nhóm đội phản diện á, nên vì thế là em kêu tụi nó dễ hơn, còn mấy thằng chính diện em kêu nó không nghe. Đúng rồi, mày là phản diện mà đi kêu chính diện, tụi nó sợ mày bắt cóc giết nó thì sao, sao mà nó nghe được. Dạ 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 dạ, gì có gì tổng thống chiếu cố cho em, giúp cho em kiếm thêm người vào làng, cho làng em sum tụ vui vẻ và giúp cho em làng em phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Tao dù gì cũng là một Hi Ha của vũ trụ, cũng gọi là Hi Ha cũng đa vũ trụ đó. Tao là vũ trụ tổng thống, tao là người đứng tối cao, hiểu không? Nên vì thế bây giờ tụi mày lập ra cái làng này thì tao thấy cũng được. Với lại cũng là nơi tao thấy cũng ý tưởng khá là hay đó. Ý tưởng của mày khá tốt, tao thấy là hợp lý và tao đồng ý với cái làng này của mày. Yeah, vậy là từ đây làng tôi là sinh sống bình thường nha, tôi không có bị gì đúng không ngài tổng thống? Đúng đúng đúng. Bây giờ đi dẫn tôi tham quan mấy chỗ khác, cứ coi kêu mấy thằng kia ra gặp tôi để tôi đúng coi rồi, thử coi tụi đây. Nó có ổn để ở làng này không. Dạ 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 dạ, mấy thằng này là em làm gì hết rồi. Dạ, ra đây em đóng cửa. Rồi đi với em, bây giờ nhà của thằng Thao Hóa trước nè. Thằng Thao Hóa với lại thằng Nai Me là hai anh em bạn bè với nhau, tụi nó có nuôi một con chó mà tụi nó chưa đặt tên. Mấy thằng cốt đột đâu rồi, bước ra đây chào ngài tổng thống coi. Gì sáng sớm la ông sầm vậy mày? Mày ôi, ai bay được không vậy? Tổng thống Hi Ha đó, đó là đấng tối cao, người mà nắm chùm server. Bây giờ tụi server mà có xuất hiện ra mấy thằng tụi bay là cũng nhờ là có server chính của ổng đó, ổng mới có thể có mấy thằng bay đó. Đù ổng bay được luôn kìa, tao tưởng không ai bay được chứ. Quay tin quay ra đây là đứng tối cao Hi Ha tổng thống đó. Có thể bay, có thể làm bất cứ điều gì luôn. Đúng rồi, tôi xin tự giới thiệu, tôi là tổng thống Hi Ha. Tôi là người tạo ra làng sinh tố, xong rồi đó là tôi cho thằng Hi Ha làm trưởng làng. Đúng rồi, vậy là từ nay tao được tổng thống Hi Ha cấp quyền là trưởng của cái làng này rồi đó. Không phải, tao không có cấp trưởng làng, mà là tao cho cái làng này hoạt động. Tao chưa cấp trưởng làng cho mày mà H1, H4. Ủa, chị cày à? Với lại H1, H4, hôm bữa mày nói với tao là cái làng của mình không có thằng nào làm trưởng làng mà, tụi mình sống với nhau công bằng mà. Ông mày nói gì mày? Quên, xin lỗi tụi mày, xin lỗi. Làng của tụi tôi là sống theo phương châm là mọi người bình đẳng, nên không có thằng nào trưởng làng hết, mà ai cũng có thể đưa ra ý kiến.
làng như vậy là tốt đúng không Jimmy? Thứ hai là không có thằng nào, không có thằng nào hơn thằng nào hết, chỉ có tao hơn tụi bay thôi, hiểu chưa? Vâng, tôi hiểu. Dạ, tụi em hiểu. À, có gì chiếu cố cho em với thằng Nang Mare nha. Hai tụi em là hai bạn sống chung tốt bụng với nhau với lại đứa con của em. Đây đây đứa con của em. Ôi ơi, đây đứa con của em đó, đây là anh đi làm mẹ của em làm ba đó. Đồng đồng nha. Quay mày, tao làm ba mày làm mẹ. Ôi bây giờ tao tao thích thằng nào thì tao kêu nó làm mẹ nha. Tụi mày là không được cãi. Ôi, kìa kì á. Bây giờ cãi thì thôi tao xóa làng. Ôi, tụi mày nghe theo lời tổng thống Mia đi, không thôi là ổng xóa làng chúng ta không còn nơi nương tựa đâu. Tụi mày cũng bị xóa mất đó. Không có vui luôn á. Ôi, dạ. Anh ơi, tổng thống đánh đâu em ngồi đó. Em ơi, chị nghe theo lời tổng thống của em làm gì cũng được. Được, nếu mày đã nói như vậy đó, thằng này mẹ sẽ làm vợ đi. Làm mẹ đây, còn kia làm ba. Tao thích vậy đó. Tao làm mẹ. Trời đất ơi. Trời ơi, tao làm ba, yeah. Ôi, chị mà quên. Chị mày, mày hỏi nghĩ hả coi mấy bạn fan của nó đặt tên cho con tao sao rồi. Ok, để có gì tôi về tôi hỏi cho, đừng có lo. Thôi, được rồi, tụi ai vô nhà làm gì làm đi. Bây giờ 24 dẫn tao đi coi mấy anh khác nữa coi. Dạ sếp, đi theo em. Trời ơi. Đây là nhà của Glitch hay là H1, H4 Glitch? Nhà này là của hàng H1, H4 Glitch. Mà hàng này nó đi vắng hoài à sếp. Nó không có ở đây đâu sếp. Sếp qua đây nè. Trời ơi. Trời, thấy chưa. Tổng thống Hi Ha là luôn là nắm chùm hết tất cả, thấy chưa. Tổng thống Hi Ha là mạnh nhất. Tổng thống Hi Ha là không có vụ mà chiếm lộn. Tổng thống Hi Ha sử dụng lệnh không mà, hiểu không? Cho hại lệnh luôn. Dạ sếp. Bên đây là nhà của hàng mặt trời đỏ để em vô kiếm đúng đó. Nó có trong nhà. Mặt trời đỏ đâu ai? Dạ đây, trời, chào ngài tổng thống ơi. Chào ngài tổng thống, tôi là Hi Ha mặt trời đỏ. Tốt. Nhà này màu đỏ à. Mày nghĩ sao vậy? Hi Ha mà chơi màu đỏ hả mày? Dạ. Em là mặt trời đỏ chứ không phải là em thích màu đỏ. Nói chung là cái màu của em á là tại nó bị biến vậy đó. Tổng thống là thông cảm cho em. Được. Với thằng này là thông cảm cho nó nha, nhưng mà tăng thuế nó cao cao lên. Làng Hi Ha mà không có màu hồng là không thích, hiểu không? Dạ. Mày chết bà mày với tao, vô đây mày mặt trời đỏ. Đúng không? Hi Ha mà không có màu hồng sao được? Giỡn mặt tổng thống. Ù, nhà này màu hồng dữ vậy trời. Hòa bố. Nhà này hồng dữ lắm nè. Nhà này hồng, sao nhà này hồng dữ vậy? Trời, nhà này là Hi Ha bại hoại đó sếp. Nó hình như nó đi đâu rồi? Nó đi thằng Galaxy chở nó đi đâu rồi hay sao? Đúng rồi, thằng này là mày không được lấy thoái nó nha. Dạ, bê. Màu hồng nhiều quá đúng không sếp? Đúng rồi. Dạ, qua đây, có mấy Glitch nữa. Bằng hai này thì nó hơi, em tưởng từng tân nha. Sếp hồng cảm coi chừng nó, em ôm sếp đó. Gì ghê vậy, nó đòi ôm tao là sao mày? Nó bị khùng, nó cái đầu nó nói chung Glitch là nó bị lỗi mà sếp. Nên nó tưởng từng tân á, sếp thông cảm. Glitch đâu ơi, vô đây. Ồ sếp ơi, vô đây sếp ơi. Trong đây có thằng H1, H4 Glitch nè. Chào sếp mày. Chào sếp. Chào tổng thống Hi Ha. Đây là tổng thống Hi Ha mà trong chuyện thiết gì đó hả? Có thể xóa xe bờ bất cứ lúc nào hả? Đúng rồi đó. Ủa, Glitch này nấy bị vậy? Hôm nay nó bị tổng 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 tổng. Tôi phải qua nhà nó để kiểm tra cho nó đó. Ôi mệt quá, thôi đi sếp ơi, nó bị khùng rồi. Để mất kiểm soát rồi. Có gì kỳ vậy? Nó mất kiểm soát nữa hả trời? Đúng rồi sếp. Mấy cái làng này giờ mấy này tào lao biết lao gì không mà. Đây. Nhà này là của thằng Hi Ha Na Me đó sếp. Thì thằng hồi nãy là sếp thấy rồi. Thằng này là thôi nó có con, mày đừng có tới nó, đừng bình thường thôi. Trời ơi, ai mà cũng đòi thiếu cao gì bà nội với mi. Tại nó có màu hồng đâu. Dạ sếp, còn đây là H1, H404. Thế bài H404 vô đây. Chào tổng thống Hi Ha, có mày. Đâu rồi. Ồ, đây là tổng thống Hi Ha đó hả? Nhanh hơn mày đó, thằng này biết nịnh, thằng này biết nịnh. Tốt đó. Một chút mà tổng thống về mày chết bà mày tao nha. Không muốn vùng. Thôi được rồi, mày đừng có hăm he nó nha. Mở bố, thằng này thấy là nó có vẻ tốt đó. Con mắt của nó nhìn. Mắt này biết gì. Mắt này nhìn một dấu trừ. Con mắt này nhìn lạ vậy. Đúng rồi, mắt nó ngộ lắm sếp ơi. Dạ, tại em bị 404 mà sếp. Em cũng bị lỗi đó, nhưng mà lỗi của em mình lỗi viết của em giống như là một chuyện virus gì đó. Mày hay virus gì đó, nó hay lắm sếp à. Ok, mày đi vô đây. Dạ, bye sếp. Hả? Thằng này là diện video đó, nó không có tưởng tượng như mấy thằng kia, nhưng mà nó chung một loại đó sếp ơi. Tạm thời làng chỉ còn như đó thôi à sếp ơi. Mấy thằng kia nó không có vô làng sếp. Thằng Galaxy chở thằng bại hoại đi đâu rồi sếp? Thôi được rồi, coi như là cái làng này bây giờ tao cấp quyền cho mày được rồi đó nha. H1, H4. Nhưng mà tao muốn là phải có ngôi nhà của tao vô. À, có nhà của sếp nữa hả? Được. Mấy cái nhà mà của tổng thống Mia để tôi xây cho sếp ra lựa vị trí đi. Tao lựa vị trí à? Nơi nào là hợp với lại cái nhà của Hi Ha tổng thống đây ta? Các bạn đó là trung tâm ở giữa, phải không ơi?
trung tâm ở giữa hả? Thôi tôi thì tôi không thích trung tâm ở giữa, tôi thích nó nằm ở làm sao nó rì rì ở ngoài xíu cho nó gọi là trang trọng á, hiểu không? Được rồi nè, hang hỏa bốn. Dạ 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 em đây. Tế mua ở đâu? Mày thấy cái núi đằng kia không? Mày xây cho tao một cái gọi là một cái nhà cao tầng hay cái gì đó trên đó đi. Mày sao mà là giống như là một cái gọi là, mày biết cái công ty hay là cái Bitico được không? Đó, cái dạng gì đó, nhà cao ốc á, nằm ở trên đó cho tao, trên cái đỉnh núi đó luôn, xong rồi xây cái đường đi lên đó. Kiểu như ai muốn gặp tao là phải lên núi rồi mới kèm được. Dạ dạ dạ, tổng thống muốn là được. Tổng thống là đứng tối cao mà, em sẽ luôn làm theo tổng thống. Dạ tổng thống cứ yên tâm đi. Tổng thống về nhà đây, ngày mai là hôm nào là em kêu tổng thống qua là tổng thống nhận nhà nha tổng thống. Ừ, xây ở đàng hoàng hết nha mày. Làng tổng thống sướng thiệt chứ. Tổng thống mà không sướng. Bà tổng thống ơi, em có cái ý này à, là cái làng của em chỉ muốn cho những thằng IA thì mới được xây nhà thôi, còn mấy thằng khác thì không được. Sếp thấy như nào? Ta thấy vậy hợp lý, tại vì làng này là làng có chỉ có IA thôi, thì tất cả IA Âu vũ trụ thôi, thì chỉ có những thằng IA mới được xây nhà là hợp lý, còn mấy người khác thì mình gọi là cho nó qua tham quan thôi để mình gia tăng du lịch, hiểu không? Vâng vâng vâng, em biết sếp rồi. Vậy thôi, tiễn sếp ra về, có gì em xây nhà cho sếp. Hẹn gặp lại sếp khi mà em xây nhà xong. Được, mày xây nhà xong mày qua lại xin đốt kiếm tao mày. Dạ dạ em biết rồi, tạm biệt sếp. Thôi tao đi đó, đi thôi cho mày vô. Về thôi. Về thôi.